trở về đây. Tình nghèo cay đắng buồn vui, bao tháng ngày nô đôi có nhau. Tim em nhói đau vô vàn khi bóng người xa khuất trong đêm. Sao anh bỏ em một mình, ôm gối chân lạnh lùng từng. Anh thấy hai đứa mình vất vả quanh năm, làm lụng cực khổ mà không thấy dư. Nhìn cái đường thấy người ta nhà lâu xe hơi mà khó khăn. Anh thấy sống cuộc sống như thế này mình chán nản quá. Nói sao phụ phàng khi em nào có lỗi lầm chi. Từ nay mất nhau trong đời, ôm nỗi buồn biết thương nào. Xe này sửa sáng giờ không được, chú Tư vừa tới đã đề mới chạy luôn rồi đó. À, cũng được. Cảm ơn chú Tư nha. Bây giờ để muốn chạy ra ruộng. Rồi rồi, đi ra ruộng đi con. Rồi, chú Tư cũng đi. Anh Duy. Hả? Đi ra ruộng hả? Ừ, anh đi còn cắt lúa nè. Em theo chứ. Nắng nôi này, con gái đứa ở nhà theo làm gì? Ba không cho em đi, anh cũng vậy hả? Con đi dạy con ơi, giờ hết ổn rồi không? Số kiếp bèo trôi, đắng cay cam đành, qua kiếp người trời cao đã trao. Cầu mong anh sánh với người ta, ấm êm cuộc đời, vui tháng ngày sống trong sáng. Thật ra thì ba em rất là quý anh. Thấy anh siêng năng giỏi giắng nên là ba muốn hai đứa mình đến với nhau á. Rồi anh về anh phụ giúp gia đình em nha. Anh thấy được không? Ba em quý anh á, còn em thì sao? Em có quý anh không? Em đi làm gì mà về trễ quá vậy? Sao mới không trả lời luôn? Anh đi làm nguyên ngày mệt lắm rồi. Đứng cầm ràm anh nữa được không vậy? Anh ăn cơm ăn nước gì chưa? Anh ăn rồi, em ăn đi rồi dám buồn ngủ. Đành thôi, số kiếp bèo trôi. Đắng cay cam đành, qua kiếp người trời cao đã trao. Sánh với người ta.
phụ phàng.